chí còn nhiều hơn trước, con rất chán ghét bản thân nhiều khi con đã thấy cái tâm dục thể lên nói với chính mình là nó đấy nhưng rồi con lại buông xuôi và bị kéo đi mong sự hướng dẫn con cách để giảm thiểu tâm tham dục của mình à, như sư nói xuyên suốt từ đầu buổi tới bây giờ đó đó là có những cái à, phật không có cấm chỉ bởi vì cấm không nổi chút sanh làm quen rồi à, dục nó chi phối nhiều à, làm sao mà cắm quý vị có đặt để ý một điểm đó, là tất cả trong tạng kinh đều không có nhắc đến cái chuyện là người cư sĩ thủ dâm chỉ có thời nay thì nhiều người họ mới nhắc tới nhiều và họ đem cái chuyện đó gán ghép vào trong phật trong khi cái chuyện đó là nó thuộc về cái giới của tỳ kheo tức là một vị tỳ kheo khi mà trong sạch ấy, thì nó yêu cầu cái sự ly dục ở cái mức độ cao cấp hơn còn người cư sĩ đó, thì không có yêu cầu như vậy chỉ bởi vì biết là không nói cho nên không yêu cầu chứ không phải là khuyến khích nhé không phải là khuyến khích xét về cái nghiệp ấy thì nó tương đương với cái việc là xúc chạm với người nữ À, nó tương đương với cái chuyện là nói chuyện dâm dục với người nữ thì như vậy đó nó tương đương với những cái cái nghiệp này nè nó tương đương với những cái anh những cái đôi nam nữ yêu nhau mà động chạm vào nhau mà bây giờ có đôi khi sự thắc mắc là tại sao mình đặt nặng cái vấn đề này mà mình lại không nhắc những vấn đề khác cái vấn đề không phải là ở cái chuyện là uh, khuyến khích hay là cấm đoán mà xử lý làm lạ là có nhiều người họ coi những cái chuyện như uh, động chạm với người khác giới là cái chuyện đương nhiên quý vị hiểu cái vấn cái vấn đề mà sư thấy buồn cười đó là đối với nhiều người đặc biệt là cư sĩ họ nghĩ cái chuyện là ờ thì tôi có người yêu thì tôi động chạm người yêu của tôi nó là chuyện đương nhiên và nếu tôi có vợ thì cái chuyện tôi động chạm vào vợ của tôi nó là chuyện đương nhiên và họ không thấy tội lỗi trong đó họ không thấy nghiệp gì ở trong đó hết họ cho rằng nó không có lỗi cái vấn đề cái, cái vấn đề mà sư uh, nghĩ nhiều là như vậy đó chúng sanh ở cổ dục ấy. họ quan trọng một chuyện mà họ lại không quan trọng những cái chuyện tương tương tự như vậy tức là họ quan trọng cái cái này họ đặt nặng cái này là một cái lỗi lầm nó ghê gớm lắm nhưng họ không nghĩ là những cái thứ khác nó cũng y chang cha này hết trơn thí à, dụ như có nhiều người nói, nhiều người nói là à, ăn ăn cháo thiêu thì đau bụng đúng đúng ăn cháo thiêu đau bụng rồi họ làm À, những cái bài báo rồi là những cuộc họp báo lên tivi, lên đài lên internet lên youtube rồi lên twitter rồi lên này lên kia để họ thông báo cho thế giới biết ăn cháo thiêu sẽ bị đau bụng nhưng họ không nghĩ đến một chuyện là ăn đậu hũ thiêu cũng đau bụng ăn bún thiêu cũng đau bụng ăn cơm thiêu cũng đau bụng à, ăn hoành thánh thiêu cũng đau bụng họ nghĩ những cái chuyện ăn cái chuyện ăn những cái thứ kia là đương nhiên họ không nghĩ ăn những thứ đó nó đau bụng mà họ chỉ quan trọng cái chuyện ăn cháo nó đau bụng cái vấn đề của chú sanh nó nằm ở chỗ đó thành ra đó và không đề cập tới không đề cập cụ thể tới đặc biệt đối với cư sĩ tại vì khi mà nói như vậy đó, đào sâu quá họ sẽ sốc họ sẽ sốc và họ không có sẵn sàng hoặc không chuẩn bị họ không được đào tạo để họ giải quyết cái vấn đề của họ. Thành ra quý vị thấy là Đức Phật không bao giờ kêu là những người uh, những người nam cư sĩ những người nữ cư sĩ đừng bao giờ lập gia đình. Đức Phật không có kêu. Đức Phật không bao giờ kêu là những người nam cư sĩ những người nữ cư sĩ hãy bỏ chồng hãy bỏ vợ đi. Đức Phật không có kêu. Đức Phật không bao giờ kêu những người nam cư sĩ, những người nữ cư sĩ đã có chồng, đã có vợ, đừng quan hệ vợ chồng nữa. Đức Phật không có kêu. Nhưng Đức Phật khẳng định một chuyện. Tất cả các dục đều đem lại đau khổ. Và do những cái vị ngọt của các dục mang lại đó, nó khiến cho chúng sanh dễ vui, không nghĩ đến cái những cái quả báo đau khổ của nó. Nó giống như là cái giọt mật ở trên cái lưỡi gươm sắc bén chúng sanh chỉ thấy được cái giọt mật cho họ không thấy được cái sự sắc bén của lưỡi gươm thành ra đó, đối với những chúng sanh có duyên với ngài ngài nhắc nhở cái sự nguy hại của các dục và ngài luôn luôn đề cao đời sống xuất gia tu hành là đời sống ly dục nhờ như vậy đấy thì chúng sanh mới có thể tránh được tối đa hoàn toàn cái chuyện này còn là người cư sĩ thì nói cũng bằng thừa nó thẳng như vậy đấy. Ờ, thành ra đấy thưa chị có một vài lời đề nghị là làm sao để mà dù là mình là người cư sĩ mình vẫn có thể giảm thiểu được cái tham dục nhưng mà nó, nó cắn rồi ha nó trắng rồi ha cái phương pháp này là dành cho những cái vị tu sĩ những vị xuất gia những vị xuất gia khi đối diện với cái lòng tham dục các vị đó xài những cái cách này để đối trị còn hàng cư sĩ muốn làm được những việc đó đốt ráo là mất xuất gia giùm cái ha. còn cư sĩ thì áp dụng nó kẹt lắm nó kẹt ờ quý vị có bao giờ quý vị nghĩ nếu mà sư khuyên quý vị ha nếu mà sư khuyên cư sĩ khuyên cư sĩ là À, còn nhỏ thì đừng có được cái yêu rồi lỡ có yêu á uh, lỡ có yêu thì uh, uh, đừng uh, đừng có nói chuyện lỡ có nói chuyện à, đừng có nhìn nhau lỡ có nhìn nhau đừng có nói chuyện lỡ có nói chuyện đừng có động chạm uh, quý vị nghĩ lúc đó quý vị nghĩ sư là cái gì à, quý vị, lúc đó quý vị nghĩ sư là cái gì rồi lỡ mà sư nói à, thôi được có lấy nhau à, có lấy nhau về thôi cũng được có quan hệ vợ chồng quý vị sẽ nghĩ sư là cái gì cho nên nó chính vì như vậy vào thời đức phật phật cũng không, không có cặp không có nói không chắc gì hết trơn chỉ nhắc gì nhớ về một chuyện các dục đem lại đau khổ đơn giản như vậy à. thì um, hỏi uh, thì trả lời hỏi trả lời có những cách làm cho mình bớt đi những cái bớt đi cái lòng tham dục đó là gì thứ nhất là mình quán bất tịnh à, quán ví dụ như à, tóc lông móng răng da thịt gân xương tủy mực đàm tim gan mồ hôi phẫn nước tiểu à, quán à, quán những cái bất tịnh rồi tập cái lối sống mà thiểu dục đi. tức là ít hưởng thụ khi mình ít hưởng thụ thì nó sẽ làm giảm cái, cái lòng tham dục của mình lại ít hưởng thụ lại ăn thì chỉ để no mặc chỉ để che thân thôi đấy bớt dần đi những cái uh, hưởng thụ rồi chúng ta nên nghĩ đến những cái hậu quả của nó ừ. nên nghĩ đến những cái hậu quả của nó à, khi mà mình tham dục nhiều thì đương nhiên là mình sẽ mất đi cái lý trí ngay cả vị bồ tát chánh đẳng giác khi ngài chìm tắm trong dục thì ngài cũng trở thành cái người điên mất lý trí rồi chắc chắn là nó sẽ cho cái quả báo địa ngục không có xa trong cái bài kinh nó thẳng ra là bài kinh này là dành cho những vị bà la môn à, nhưng mà đây cũng là cái vị bà la môn xuất gia sống đời sống không nhà nha. chứ không phải là dành dành cho những cái hàng tại gia cư sĩ đâu cho nên quý vị biết là cái 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 này nó cao cấp tới mức độ nào Đức Phật chỉ rõ đó à, từng cái cấp độ nguy hại của dục mà chỉ cần mình còn dính một chút xíu trong đó là mình không tránh khỏi ngục. cái cấp độ mà nó tột cùng nó là quan hệ nam nữ nhẹ hơn tí nữa là xúc chạm xúc chạm nam nữ bằng cái tâm tham ái nhẹ hơn nữa là nhìn là nói chuyện nói chuyện bằng cái tâm tham ái rồi nhẹ hơn nữa là uh, nhìn bằng cái tâm tham ái nhẹ hơn nữa là suy tư bằng cái tâm tham ái nhưng mà dù là mình còn suy tư bằng cái tâm tham ái thì chỉ cần là còn là còn không tránh khỏi địa ngục đây là khi mà nói đức phật nói về cái vấn đề đốt ráo dành cho những vị tu sĩ dù là tu sĩ ngoại đạo đấy rồi cái đề tài nên tìm những cái đề tài nào nó giúp cho mình ly dục uhm. ví dụ như đọc kinh thành thiền uh, rồi uh, làm tham gia làm những cái việc thiện, rồi nên biết những cái cách để mà thu thúc sáu căn mình lại. Đó là gì? mắt bớt nhìn, nhìn cái gì đó mà làm cho cái tham dục mình nó tăng trưởng. Ví dụ như, như là nhìn người khác giới, thì nên tránh nhìn đi. Thu thúc là bớt nhìn, tai bớt nghe, mũi bớt ngửi. À thư có một cái thói quen do cái một cái trò chơi khăm của ông anh họ đó là khi mà đưa đưa cái gì đi ngang qua mặt sư là cái phản xạ là nín, thở sau này xuất gia cũng vậy khi mà đi ngang cái khi sư đi ngang qua người nữ hoặc người nữ đi ngang qua sư thì cái phản xạ của sư là mình nín thở bớt ngửa như cái không cần thiết ừ. rồi um, có một cái kinh nghiệm của sư mà sư nghĩ là quý vị có thể tham khảo đó là buổi sáng ngày hôm nay đó. khi mà sư đi tiêm uh, vaccine đó. sư đi uh, thì một thứ nhất đó là đo huyết áp mà cái máy đo huyết áp sư đã nói là thôi để tự sư đeo vô được rồi nhưng mà gặp cái máy nó cà chớn cái máy nó bị hư thành ra là cái 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 cô của đeo đó là cổ phải siết lại cổ phủ dịnh thì trong suốt quá trình đó cháu gì sư không rải tâm tự sư cũng không quán hơi thở sư cũng không quán thân kịch thân quán thọ trên thọ quán tâm trên tâm quán pháp trên pháp sư chỉ có một cái sự quán tưởng như thế này mà vương đã đứng kia bên nó đang cười nó nói là để để ta xem coi Nhà ngươi chỉ cần một cái tâm tham dục nhà ngươi xuất hiện Người ta sẽ cho nhà ngươi biết Biết thế nào là lễ độ Lúc đó trong đầu sư chỉ suy nghĩ chuyện đó thôi Ba cái pháp Này nọ để qua một bên Lúc đó sư chỉ suy nghĩ cho chuyện đó thôi Thành ra trong suốt quá trình Sư chỉ giữ cho cái tâm của mình đó. Làm đúng một chuyện Ly dục tư duy Ly dục tư duy Giữ cho cái tâm dục nó không khởi lên tức là khi đó vẫn đang giữ gìn chánh niệm đang giữ gìn chánh niệm giữ cho cái tâm dục nó không khởi lên đấy à, mà cái vấn đề đó nó lại nằm ở trong một cái nữa đó là gì trong cái chánh tinh tấn đó là gì tinh tấn để cho các pháp bất thiện chưa có thì không có nếu như đã có thì đi đến sự tiêu diệt tin tấn khiến cho các pháp thiện chưa có thì có có rồi thì nó tăng trưởng chỉ là một chuyện nó thôi khi lúc lúc đó sư chỉ là một chuyện nó thôi à, rồi cho đến khi mà tiêm ngừa đi đến cái chỗ tiêm ngừa cũng vậy lúc đó sư suy nghĩ mà vương đang đứng cái bên nó đang nhịn ta đang đọc tâm của mi đấy ta đang đọc tâm của mi mi thử mà mi tham dục mi khởi lên cái còn là mi viết tay ta và sử dụng cái sự sợ nó thẳng là sợ sợ ma vương ừ, sợ ma vương mà mình tin tấn tại vì trong trong cái thời trong cái thời điểm đó sư lại thấy là cái cách đó nó, đối với cá nhân sư nó là hiệu quả hơn hiệu quả hơn là mình lại đi mình quán bất tịnh à, mình hoặc là mình dùng bất kỳ một cái pháp tu nào à, thì đó là một một cái kinh nghiệm mà sư chia sẻ rồi đó là mình lựa những cái đề tài thích hợp Pháp Cho nên tại sao mình cần phải học Pháp nhiều Học Pháp nhiều Để khi đụng chuyện Mình biết cái Pháp nào Phù hợp Cái Pháp nào là tối ưu cho chính mình Vào thời điểm đó Nó là cái gì Nó là trạch Pháp Giác Chi Anh phải biết Trong cái giai đoạn đó Cái gì phù hợp nhất với anh còn khi mà anh không biết được cái gì phù hợp nhất với anh vào thời điểm đó, ngay thời điểm đó Anh chơi cái trò là Gọi là Rập khuôn ấy Có chừng anh chết là anh không biết Mình phải biết cái gì nó phù hợp với mình vào thời điểm nào Đây à, Hoặc là à, Khi mà một cái người, người nữ Đặt bắt cúng dường sư mà họ tương đối tương đối hở tương đối hở khi mà tham dục nó xuất hiện thì sư quán hai chuyện sư làm hai chuyện thứ nhất thu thúc cặp mắt lại thu thúc cặp mắt lại thứ hai quán tưởng cái lòng kia ơn và cái sự hổ thẹn nó là gì đây như là mẹ của mình đang cúng dường đang đặt bát mà không lẽ đó, mình dùng cái lòng tham dục để mình trả lại, để mình đối đáp lại với cái lòng tin, với cái lòng kính ngưỡng, với cái lòng yêu mến trong sạch của cái người cư sĩ này hay sao? Chính bởi vì như vậy, nhờ những pháp đó mà sư giải quyết lòng tham dục của sư ờ, thành ra đó sư đề nghị là quý vị nên học pháp cho nhiều để chi đụng chuyện tùy từng trường hợp cụ thể mình biết mình phải xài cái gì hoặc là có lần khi mà ra ngoài đọc kinh thì thấy một cái người nữ thấy một người nữ thì khi đó sư quán tưởng sẽ lại có một cái sự quán tưởng khác có một sự quán tưởng khác đó là tự nhiên lúc đó là đã không có nhìn không có nhìn họ nữa nha không có nhìn họ nữa nhưng mà cái hình ảnh của cái người nữ đó nó vẫn còn đang ám ảnh trong tâm còn đang ám, ám ảnh trong tâm thì cái đó sư làm cái gì sư suy tư cái người này họ sẽ già bắt đầu đó, là sư quán tưởng cái làn da của họ nó sẽ già nó nhăn nhiều nó lên đồi mồi rồi sự điên tưởng tới giống như là già như là bà ngoại vậy đó em bắt đầu có nhiều cái nếp nhăn rồi cái mặt cái mặt nó y như một cái một cái đám mà người ta một cái bãi chiến tranh mà người ta chém loạn xả trên mặt hết trơn cái mặt nó nhăn nheo đủ thứ hết trơn lụm cụm chảy xệ thì tự nhiên là nó nó, hết, nó mất đi cái lòng tham dục có đôi khi phải quán bất tịnh như vậy đấy phải biết được cái đề tài nào là phù hợp với mình để cho mình ly dục còn mà mình suy nghĩ chà cái người này đẹp quá ha à, cái bộ phận cơ thể này đẹp quá tay đẹp quá chân đẹp quá mắt đẹp quá môi đẹp quá là mình đang có những cái đề tài không phù hợp nó sẽ khiến cho cái tham dục của mình tăng trưởng ấy à, thành ra phải cẩn thận ha. phải có được cái đề tài nào thích hợp với mình rồi chúng ta nên có những người bạn nào đó nó phù hợp những người mình cần ly dục thì mình nên có những người bạn có cái chí ly dục nên tránh những người bạn nhiều dục bởi vì đó những người bạn mà nhiều dục đó mình ngồi nói chuyện với, với nhau nó thế nào nó cũng bàn à trời thấy nhỏ kia đẹp không à đẹp ha đẹp đẹp à, hôm nay có có cái trang có trang web này lên coi chưa hay lắm á à, bắt đầu là đủ à, mình có cái chỗ này chỗ đã lắm đi 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 hôm hôm nào có tiền đi để dành tiền đi đấy tức là khi mà mình à, có những người bạn mà nó nặng về dục thì cái đề tài nói chuyện thế nào nó cũng liên quan tới dục à thành ra phải kiếm những người bạn ly dục thì cái đề tài nói chuyện của họ cũng liên quan đến cái chuyện ly dục đấy thành ra đó thông qua câu hỏi này sư thấy làm, tôi thấy rất là lạ là không ai hỏi gì đến cái chuyện uh, là xúc chạm người khác giới là nó có mang nghiệp không sư hoặc là có nói chuyện với cái người khác giới là nó có mang nghiệp không sư uh, không ai hỏi mà trong khi đó những cái chuyện đó nó cũng nghiêm trọng tương tự như cái vấn đề này uh, nhưng mà thôi thì sư biết Phật không có nói tại vì thì cư sĩ mà cư sĩ họ dễ vui quen rồi Dễ vui quen rồi Mình nói thì họ sẽ bị sốc à, Rồi thì thôi à, Đối với những ai Mà có cái duyên sâu hơn Thì chỉ nhắc nhở dùm à, mà Một cái câu mà sư Đã nhắc một cái Hai à, hai người đang yêu nhau Đi cũng là cư sĩ à, Dắt vào gặp sư Thưa chuyện với sư trước khi họ làm đám cưới Sư chỉ nhắc dùm một câu Làm ơn nhớ dùm Dục là nguyên nhân của đau khổ nhớ dùng cái chuyện đó dùng một cái dục là nguyên nhân là nguồn gốc của đau khổ và cái người nam thì biết, sư không có gặp nữa nhưng mà cái người nữ thì sư biết bây giờ cái cô này là cô thấm cô thấm cái câu đó, đó dục là gốc của khổ nhớ dùng cái chuyện đó là đủ rồi hey. rồi hết giờ rồi.